Chị ơi, sếp em chưa đến, mời chị vào trong căng tin uống cà phê cho nó ấm ạ. Dạ, sao ạ? Vui mà. Đây là đồ ăn sáng của em nha. Chị cầm lấy ăn đi, đừng có ngại nha. Cảm ơn chị ạ. Mọi người, chắc là mọi người chưa ăn sáng đúng không? Cầm lấy đồ ăn sáng của em chia ra nha. Đây, đừng có ngại. Ai đây? Ai đây? Em không biết. Anh Ông Hồng. Hả? Sao em? Đồ ăn sáng của anh. Anh xin. Lót dạ trước làm quen sau. Cả nhà mình thụ đi nhỉ. Cảm ơn. À mọi người, đừng ăn vội, để em giới thiệu đã. Em xin được giới thiệu, em là Kỳ Duyên, vợ sắp cưới của anh Long. Ôi cái gì? Sụp lòng á. Từ bao giờ đây? Con dâu tương lai của chủ tịch. Sao nhanh thế? Đã chuẩn bị ăn hỏi rồi à? Thì ăn sáng bằng đồ ăn hỏi em. Được mà. Anh Long. Đến làm gì hả? Lào như bổ củi. Em mang đồ ăn sáng tới cho anh. Tại vì em mang hơi nhiều nên là em mới chia cho mấy anh chị em trong công ty để em làm quen luôn. Mọi người biết không? Ngày xưa á là mẹ chồng của em hay mang đồ ăn sáng cho bố chồng của em. Vậy là mẹ chồng của em cứ đổ được bố chồng của em luôn. Nên là bây giờ em cũng muốn làm điều này với anh Long. Chị ăn sáng chưa? Chị Nam, chị ăn sáng chưa? Nhưng mà hết rồi. Cái này là đồ ăn uy ương của em với anh Long. Chị, lần sau em sẽ đền cho chị cái khác ngon hơn cái này luôn. Ôi, hồn nhiên mà phần hồn nhiều hơn phần nhiên. Gà. Ây da, bỏ thấy sao? Trời ơi, trong công ty mà có người đẹp như hậu luôn á. Anh Long, anh là phải dắt em đi giới thiệu với tất cả mọi người trong công ty á nha. Chị, em là vợ sắp cưới của anh Long, chị không có được đụng với anh Long của em đâu nha. Ý, chị Hoa Hậu. Chào em. Chị còn nhớ là em dặn lúc sáng đúng không? Em lo nhầm người rồi. Em mang đồ cho anh Long. Vậy à? Anh Long đang ở trong phòng ấy, em vào đi. Cảm ơn chị. Chị Nam. Chị vô phòng anh Long làm gì? Làm việc. Anh Long. Anh với chị Nam làm việc đúng không? Làm việc. Anh để quên đồ trên xe của em nè. Anh không định mời em vô phòng luôn hả anh Long? Anh Long.